vai anh, em khóc trên vai anh. Một lần cuối cùng. Ủa đâu có chết đâu mà lần cuối cùng. Thôi ôm nãy giờ vui đủ rồi. Lâu lắm rồi đó. Chia tay nghe mình. Mình đừng có khóc nữa mà. Càng khóc cái miệng em càng méo khó coi lắm. Ôi, em khóc như vậy làm sao anh bước đi cho được. Em biết không, nước mắt của em là nước mắt người dở hiền, xỏ xuống bờ dải mái tóc người dở trẻ. Gì khóc nữa. Sẽ giữ lại cổ xe độc mã của anh. Em đừng làm như chúc anh đài tông tiện lương sơn bá. Anh đâu phải là người bị lĩnh truy nã mà em sợ mất anh khi em có nửa đời hương phấn. Thôi em đừng buồn, cứ xem ngôi nhà của ta là quán khuya sầu diễn khách đêm nay. Tình của ta như nửa bản tình ca lúc anh đưa em về quê mẹ. Phải rồi anh ơi, ngày anh xa vắng sàng khôn nên em nghe lời mẹ, em lấp thảm giảm sầu đành chịu xa anh một đôi ngày để anh đi học hỏi những gì chưa biết. Em đang buồn rầu vì sắp phải chia ly, vậy mà anh nói nào là chim đùa, chim hót, chim cười, chim vui. Vậy là anh đâu có thương em đâu. Anh thương chim chứ anh đâu có thương em đâu. Có mà, anh muốn nói thương em mà tại vì anh túng văn anh mới nói thương chim, nhưng mà cũng có ý nghĩa vậy. Thương chim á là thương em đó. Anh muốn cho chim hót cho em vui để em không còn khóc làm nũng chí người đi. Người ta nói ngồi buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em đang buồn á thì chim có vui sướng gì đâu mà hót. Chàng ơi, thằng hai. Dạ. Mày chưa đi sao? Dạ thưa mẹ, dân lời mẹ cũng định làm kẻ phiêu bạt giang hồ một chuyến, nhưng mà bị mắt em là bể quan cừu nên chưa có đi được. Rồi, như vậy là trụ dương mê đắc kỷ phải không con? Nếu không thì cũng hán, để coi hán gì đây nè. Đế hán đế lụy chiêu quân. Yeah. Hèn hạ lắm con. Không được, con phải kiếp kiếp lên đường, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ rồi biết ngày nào khôn. Mẹ ơi, vậy là kể từ đây. Từ đây sao? Đêm đêm từng cơn gió lạnh về từng cơn, nhớ chồng đi ở phương xa. Đêm đêm con ngắm sao trời, tay lòng thương nhớ vô vàng người xa vắng. Anh ơi nhớ gì về anh, với cười niềm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa thương nhau. Thương nhau hoài. Em
không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng ngu sầu mà chi. Ha 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 ha. Ta nối lại tình ta. Không, không phải. Dạ. Con ơi đừng nên lưu ly. Dạ. Không. Dạ con. Không quan mà. Con ơi đừng ôm nhau nữa. Dạ. Không. Con. Không. Con. Con lên đường. Con lên đường. Nín đường nãy giờ rồi. Em không có hóc nữa đâu. Mình ơi. Ơi. Mình đi nhớ về cho sớm nha mình. Ừ. Mùa đông đến rồi ngủ mình lạnh lắm mình ơi. Không có khóc thì em phải cười lên cho anh yên dạ chứ. Em cười cho mình yên dạ hả? Cười coi. Vâng, em nghe lời mình, em cười cho mình yên dạ lên đường nha mình. Ừ. Trời ơi, con vợ của tôi nó cười giống mẹ quá à. Dạ, thưa mẹ con đi, anh đi nha em. Em tiễn anh lên đường. Chỉ làm trai quyết không trong lời dân. Đường dài hùng hục bước đi không lo sợ chi. Vượt bao gian khó bao núi cao sông dài. Em ơi chớ nên buồn đau. Xin tạm biệt. Không tiện. Từ ngày anh ấy ra đi đến nay đã 48 giờ 18 phút 8 giây. Em cứ ra vào thơ thẩn ngày quên ngủ, tôi quên ăn, sáng không nhớ đánh răng, chiều quên rửa chén, thân xác gầy mòn mất mấy kilo. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi. Ngày bên nhau nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu quá ra hồng sâu, sao dịu em quá ra nghẹn ngào, sao cuộc đời thừa đây vắng tanh, rạt rào mưa rơi rất nhanh, lạnh lùng mưa xin áo anh lầy lội qua u lối quanh, gần đường để tối tăm, đừng dừng bên mái tranh thương giờ tôi sang ngóng chiều chờ. Mẹ ơi, mẹ, mình ơi, anh về rồi đây nè. Tiếng của chàng, chàng đã về. Mình. Mình ơi, hai ngày hai đêm xa vắng, anh muốn biết cảm tưởng của mình như thế nào, có nhớ có thương anh, có chờ có đợi anh, có xót dạ đau lòng không hỡi em yêu. Anh ơi,
Khi nhà này thiếu bóng của anh thì nhà trở thành quán tàn trống lạnh. Giường ngủ không có anh, giường chẳng khác nào như bãi tha ma lạnh lẽo. Ngày thì ngày dài thấm thầm, còn đêm thì em nhớ ngày xưa, ngày xưa đôi ta. Tội nghiệp vợ tôi vô cùng luôn á. Vậy là anh biết chắc rằng những ngày không có anh á thì chim ở trên cành cũng biến hót phải không em? Mai là anh về kịp lúc, nếu không á thì chim kia sẽ chết tức chết tưới, chết âm thầm dưới lớp cỏ úa rêu phong. Nay có anh về, chim sẽ hát ca không mệt mỏi. À quên nữa. Gì em? Hai ngày đi đó đi đây, anh đã tìm học được gì anh kể lại cho em nghe đi. Toàn là những điều hữu ích, nhưng ân ý nhất á là vật này. Cái gì vậy? Anh đem về cho em xem nè. Vật, vật gì đó anh? Những nàng tiên yêu kiều diễm lệ. Anh định đem họ về đây để bỏ vào trong khung treo lên vách, như là nhà mình có thêm người bạn mới vậy mà. Trời ơi, hai người đẹp. Ở đâu anh có hai tấm hình này? Người ta tặng cho anh phải không? Sao, thấy thế nào? Hình đẹp như vậy đây em có vừa hí không? Đồ phản bội. Gì vậy? Đồ gian dối. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đồ lường gạt. Cái gì á? Ra đứng gần cái cọ với cái mỏ của mày bây giờ. Ê, trời hổm hổm. Ê, xin lỗi đi. Tưởng đâu cho anh đi ra ngoài để học khô một dãy người ta, ai về anh mang hình của nhân tình về đây trước tết tôi nữa. Phải mà, đẹp quá mà. Má phấn môi son, tóc uốn quăng, miệng cười te tét à. Ghen. Gì cây gốc vậy? Không có ghen mà ghét à. Gì cây gốc rảy? Thôi nín đi, em hỏi anh nè. Sao nỡ đành phụ nhau, đem chôn vùi mối duyên ban đầu. Gì ta? Cho vẫn dương sầu, từ xưa chuyện tình nào, chân đề buồn về sao, ngàn trái gieo đau khổ. Mô Phật, lần gặp nhau đây đâu phải ở chùa. Thôi đi, đừng có đừng ở chồng tôi nữa. Lên đi. Đến gì? Tôi biết rồi. Trời ơi, thấy cái mặt tái tái rồi tôi biết rồi. Có lẽ mấy ngày nay tôi xa vắng hơn. Cô ở nhà cô sang ngang rồi phải không? Thấy tôi về cái làm bộ ghen bóng ghen gió để tôi không nghi ngờ chứ gì. Trời ơi, làm sao qua mắt thần tôi được. Ê, ê, bộ định chụp mũ hả? Không phải là chụp mũ. Nhưng mà sao? Tôi nghi cái gì là có cái đấy mà. Cái gì mà nghi? Tiếc quá. Tiếc cái gì? Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, loài người vô tình dẫm nát tim tôi, loài người vô tình dài xéo lên tôi. Em dám bỏ tôi, em quên tôi, tôi đạp hết, tôi sẽ đạp hết. Trời ơi, anh định làm vậy không? Tôi sợ anh á, định đập đập cái gì? Đập cái này, đập vỡ cây đàn này, đến đời đập vỡ cây đàn này. Người ơi, người ơi. Vỡ cây đàn này buồn ơi làm sao để vui, đặt vỡ cây đàn dần đời đổi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Trời ơi tôi làm, tôi đã làm, trời ơi tôi làm. Trời ơi, la nữa đi, la cho đứt cần cổ chết luôn đi. À, ừ, càng không thèm can nữa đâu. Đúng rồi, tôi đã làm, tôi làm một người giàu đổi bạn, sang đổi vợ cũng như là anh đó. Hả? Anh mới trúng được có hai mùa lúa mà anh đã bày đặt kiếm thêm rồi. Sao không dẫn họ về đây luôn đi, lấy hình kỷ niệm chi để trêu tức tôi chứ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hình, hình, biết không, đây là hình. Hình gì? Đây hình. Nè, có viết gì ở sau tấm hình nè. Trời ơi, phải mà tôi biết chữ hả? Tôi đọc coi mấy con nhỏ này nó nói cái gì với anh. Chắc là em yêu anh yêu em gì đây nè. Trời ơi, tức quá trời ơi. Đừng có la nữa em ơi, bình tĩnh nghe anh loi.
chân của tôi nó lạnh hết rồi nè. Anh đừng có nói gì nữa hết á. Thà anh đứng lặng thinh và anh nhận lấy tội tình của anh đi. Như vậy mà tôi còn đỡ buồn đỡ hổ. Anh biết không? Nói mới biết. Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp nào. Cho dấu mai sau đời nhiều khổ đau. Biết rằng chẳng được gần nhau. Đừng đem cay đắng cho nhau. Cho cũng đạt nỗi nhịp thương đau. Không nên đừng nói vậy em quên từ sao. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mây và tranh. Ta mơ một tấm liều tình. Đời mình đẹp mãi với tấm liều tranh. Thôi hết rồi nói bản tình Lan ơi. Tôi biết yêu anh tình tôi lâu làng. Tôi biết yêu anh tình tôi dở dang. Cũng đành chấp nhận một ta. Trời ơi trời, ít nhất em phải để cho anh nói chứ. Nín đi, anh là người chồng tội lỗi. Anh không có được quyền nói gì hết á. Tôi mời mẹ ra đây cho mẹ phân xử. Để cho anh nói thế nào cho biết à. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cái gì từ từ đừng có mẹ kêu mẹ ơi. Em mẹ ơi. Mình giải quyết được rồi kêu mẹ chi vậy. Mẹ. Trời ơi, cái gì mà kêu réo xòm dễ dở chồng thằng hai. Ủa mà giàu nào vậy? Dạ rồi vợ ngay sao khóc vậy? Ninh nói má nghe coi. Con tức tuổi mà. Trời ơi chuyện gì tức tuổi dằn lợi con. Mẹ ơi chồng con. Chồng con làm sao? Chồng con có vợ khác rồi á. Thằng hai ba con lượt á. Trời đất thánh thần ơi. Thiệt vậy không ai? Dạ đất như mẹ mà còn gì nữa mà mẹ hỏi. Vậy sao mà con không khóc con không ghen cho được à? Người ta đó người ta tặng hình cho ảnh rồi ảnh đem về đây nè. Mẹ ơi. Trời ơi sao vậy hai? Sao con nỡ đành quên đi 10 năm tình cũ để cho vợ con phải khóc thầm rồi gọi nhau là cố nhân. Con ghê chi đôi ngã chia ly như vậy là tình có như không, còn đâu là túp lều lý tưởng. Mà hai đứa bay đã thường ước mơ trong lúc hẹn hò. Mẹ còn nhớ. Nhớ ngày xưa con nói với vợ con rằng. Mẹ nhắc lại lâu quá quên. Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường. Con nhớ rồi. Thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không. Nếu hai đứa mình thương trời ơi khổ quá, con đâu có yêu ai hoài yêu vợ con đâu. Thôi đi còn chối nữa hả? Chứ mấy nhỏ nào đây ạ? Đâu? Mấy nhỏ nào đâu? Đây nè, hai cô nào cũng đẹp giang trời xanh luôn á. Đâu đâu đâu, đưa mắt coi coi. Đây nè. Mấy con nhỏ đó đẹp cỡ nào lận. Mà thằng hai nó mê đến đổi bỏ vợ quên con làm sao? Hai tấm hình này đấy không? Dạ. Để tao coi coi. Trời ơi hình chụp sẽ ẻo qua ẻo lỡ. Con nhỏ này coi nó già chát gì. Cha cái miệng nó méo gì cu lên. Nhọn nhọn sao tao coi nó mất cảm tình dữ à. Không được, con nhỏ này tao không chấm rồi. So với vợ thằng hai con nhỏ này thua xa lắc xa lơ. Còn cái tấm hình này đưa tao coi. Được à nha. Cha mẹ ơi cái con nhỏ này sao cái miệng nó cười có duyên quá. Mẹ đúng hai đồng tiền. Ôi vợ thằng hai ơi, mắt sáng mũi cao má lúng đồng tiền.
con cái nhà ai mà đẹp quá chừng chừng vậy nè trời. Trời ơi! Cái gì? Ủa gì vậy? Trước mắt tôi là cả một bầu trời sụp đổ. Đâu có sụp gì đâu. Trên giặc tình tôi là người ôm lấy thất bại chuột ngay. Phải. Mẹ khen nhân tình của chồng con đẹp như vậy là đẹp tôi. Con. Em. Trời con. Mẹ ơi, vợ con xỉu rồi. Tỉnh lại em ơi, trời ơi, tỉnh lại em ơi, tỉnh lại em ơi. Đáng sợ thay cho sức mạnh của tình yêu. Hồi còn con gái tôi đâu có tệ như cái con nhỏ này vậy. Tội gì phải xỉu. Đàn ông con trai không chung thủy với vợ á thì mình cứ chắc đẹp và ra tòa ly dị. Đường ai nấy đi, chứ đừng bao giờ nói nếu một ngày không có anh thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết như lá thu rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Nghĩ mẹ. Ủa, vợ con đang trong tình trạng này sao thấy mẹ tỉnh bơ vậy mẹ? Ôi, nó làm màu cải lương đó con ơi. Không có chết chóc gì đâu mà con sợ. Đúng, con chưa chết đâu. Vì con giận thối đời nên con phải sống chứ. Sống để nói với chồng con rằng em muốn nói gì? Đường tương trao tàu hủ dưa leo. Nó có lộn không? Không phải, cái này mới đúng nè. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa đắng tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con đang đau khổ đến mức nào không? Từ khi mẹ chồng của con biết chồng của con có nhân tình khác thì mẹ khuyên anh ấy một đôi lời cho anh thức tỉnh để trở về với con. Đằng này mẹ còn khen vợ bé của anh cười duyên như đó. Trời ơi là trời, con không có biết lòng của mẹ đối với con như thế nào đó. Trời ơi, con không biết sao con? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình sạc sạc. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lòng mẹ mãi như đông lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ. Vợ bé của chồng con. Sao con biết đây là vợ bé của chồng con? Thì mẹ xem ở phía sau hai tấm hình đó, họ viết những lời yêu thương tha thiết kìa. Đưa đây má đọc coi. Nè, tao đâu biết chữ đâu, mày đọc tao coi. Sao mà yêu thương tha thiết dữ vậy, đọc nghe coi. Con biết nó rồi, nó không biết con biết chữ hả? Tao hiểu rồi, hai người không ai biết chữ hết phải không? Đưa tao đọc cho. Trời đất ơi, vậy mà cũng là nãy giờ ôm sầm à. Đọc cho mẹ nghe đi con. Dạ, con đọc cho mẹ nghe nha. Nữ nghệ sĩ Hồng Nga thân tặng khán giả. Ủa? Còn tấm hình đây nè, nữ nghệ sĩ Thanh Hằng thân tặng khán giả. Ủa? Hai tấm hình đó là hai tấm hình nghệ sĩ cái lương á hả? Ờ. Hèn gì. Hồi nãy tao nhìn tấm hình cái sao tao thấy nó quen, thiệt là quen vậy đó. Nhìn tấm hình Hồng Nga phải không? Trời ơi, cái miệng mã hô hô là biết bả rồi, chứ còn gì nữa, cái mặt dữ gần chết luôn là thấy không? Tao nhớ rồi. Dạ. Cái cô Đào Hồng Nga đó phải không? Dạ. Chuyên môn đóng vai bà già đó không? Ừ. Ca là mùi tẩm mạng đó phải không? Để nhờ cái miệng hô á. Còn khi cổ hát mấy vai hề á, cũng làm cho thiên hạ cười bể bụng nữa phải không mày? Đó, thường xem TV thấy đó. Tao con cũng nhớ rồi á. Cái Thanh Hằng á. Thanh Hằng con thấy ở trong cái máy truyền hình nè, đằng nhà bác tán hoài à, con kêu cậu con không có kiếm kêu con. Biết mẹ với em á thích nghệ sĩ biết không, cho nên anh mua một số hình đem về nè để cho mẹ và em biết mặt. Còn đây nữa nè. Thôi, mày đừng đem ra nữa. Đẹp mà cỡ Hồng Nga đó, vợ mày còn đổ ghè tương cỡ đó.
chứ đẹp mà cỡ Mỹ Châu, Thanh Thanh Tâm hay là Lệ Thủy nghe. Thôi rồi kể như cái nhà này chấp gấp luôn. Tất cả chỉ vì thiếu học, kém hiểu biết mà con đã ghen lầm. Mẹ đã nói với con nhiều lần mà con không nghe. Không biết chữ thì đi học. Nếu mày nghe lời tao thì đâu có chuyện ghen lầm như vậy. Thôi mày đi học đặng cho tao theo mày tao học tiếp luôn. Dạ, kể từ đây con xin nghe lời của mẹ đăng ký học lớp đêm. Anh sẽ lo cái chuyện này ngay cho em với mẹ nha. Để này, em không có khổ tâm một lần nữa thì chuyện ghen lầm, hiểu chưa? Thằng hai. Dạ. Mày ghi tên cho tao luôn nghe mày. Dạ. Tao cũng cần biết chữ để đọc sách báo với người ta chứ. Quan hình má gì vậy, con hai tay hai chân luôn. Có chân té anh ơi. Coi kìa, coi kìa. Mua quà về cho Sọn nè. Anh mua quà cho em hả? À, sao không ngủ luôn ngoài chợ đi? Từ nhà ra chợ độ chừng con trăm thước mà đi từ sáng tới trưa à. Trời ơi, em đừng nói nha, nãy giờ anh đi từ chợ về anh ngủ gục 8 lần rồi đó. Thì anh cũng tính bán hàng xong là anh về ngay như lời hẹn ước với em á. Trời ơi, ngồi xui quá em ơi. Em biết không, anh vừa ra đến cổng chợ á, anh gặp ai em biết không? Ai? Gặp 2 lít á. Trời đất ơi, một xị cũng đủ chết rồi, gặp 2 lít rồi rủ nhau nhậu rồi phải không? Đâu có đâu, hai thằng đâu có nhậu, đi rủ nhau uống rượu. Trời đất ơi. Ủa mà sao em biết hay vậy? Em thầy bói à? Không phải thầy bói, từ lâu tôi đi guốc trong bụng anh mà không biết sao được. Ha, em nhắc anh mới nhớ, tại vì từ lâu lòng anh như con đường mở rộng, sẵn sàng cho guốc em đi như mở lối đường tình. Trời đất ơi, rồi văn chương nữa rồi phải không? Hơi, phải hồi nãy anh nhậu tiết canh cẩu phải không? Không không à, anh không có nhậu tiết canh cẩu đâu, anh ăn tiết canh chó. Trời ơi, tiết canh chó, ăn riết đi, có ngày nó sủa cho anh biết. Còn anh ha, anh mà ăn tiết canh chó nhiều nữa đó ha. Sao em? Đúng 3 tháng 10 ngày là anh tru luôn. Lúc đó anh giống như con chó vậy đó, gặp đâu tru đó, gặp đâu cắn đó. Không có đâu, anh ăn hoài mà nói thiệt em, anh ăn 3 cái tiết canh chó vô anh không có cắn ai đâu. Thề luôn á, chỉ có mà anh thấy ai mà lạ lạ đi ngang là anh cái đó có. Đó là triệu chứng rồi đó ông, triệu chứng rồi đó. Trời ơi, nó không cắn hả? Không có. Vậy chứ ai cắn bầm tím cả hai cái đùi tôi đây nè. Trời ơi, để dấu răng như là hai cái bồ cào của Trương Bắc Giới vậy á. Ủa gì? Anh cắn vậy em mới nhớ anh lâu chứ bộ. Nhắc mới nhớ, để anh cắn thêm cho bên đây miếng nữa cho nó đồng nha. Cắn tôi giả cho cái mỏ ông bằng lại bây giờ. Sao anh đánh anh đâu? Băng ngày băng mặt anh làm gì kỳ cục giả? Tại em chứ bộ. Ai biểu tự dưng em nhắc chi cho anh thèm cắn, cắn nữa hả? Buông ra. Trời ơi, trời đất ơi, tôi cắt cái mỏ không bây giờ? Tôi cắt cái mỏ, tôi cưa răng ông, không còn cái răng bây giờ đây nè. Thôi mà, đừng giận. Thôi bây giờ nếu em không cho anh cắn ha, thì ông ấy... không cho cắn thì hai đứa tụi mình xuống ao tắm đi ha. Dạ, đi ông. Trời đất ơi, hồi mới quen người ta còn ngây thơ, nên dụ xuống ao được. Còn bây giờ đừng có hòng. Sao trời vậy? Ơi, người ta tắm một mình ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác không sao. Tự nhiên cái vụ người ta tắm chung, trời ơi, cái tự nhiên cái bụng người ta tự không ăn gì cái sình lên à. Nhiều khi giờ anh còn thắc mắc không biết sao anh hay dữ vậy. Ủa, mà anh nói em nghe, sao tự nhiên mới đây mà cái bụng em nó bành trướng mau quá vậy? Nói vậy là anh nghi tôi là có cái gì trước khi quen anh là phải không? Không có, không có đâu, không có đâu. Ông anh không có nghi bậy bạ vậy đâu. Chứ 4 năm tháng này, mỗi tháng tắm ao mấy lần mà anh nói là mới đây. Thì anh nói vậy là có ý nói tình cảm của anh với em á, đã qua mấy tháng rồi á, mà em thấy không, tình vẫn còn nồng nè, duyên vẫn còn thắm nè. Như cái buổi ban đầu mà em chửi anh á, nhớ không? Lúc mà em nghi ngờ anh ăn cắp con gà mái của em đó. Trời ơi, dịu ngọt rồi kêu bằng em anh rồi nữa ha. Đúng rồi, nghi hả? Nghi đâu mà nghi.
Tôi nghĩ thiệt luôn á. Tôi nghĩ thiệt á chứ nghĩ gì. Nhờ tôi chửi mới lòi được gà mái đó. Rồi còn lòi thêm gà trống nữa. Cái gà hai con rủ nhau xuống ao. Cái tự nhiên lòi ra cái bụng này. Thôi nhanh nhanh nhanh. Nhanh đi, cái bậy không à. Cái bậy gì vậy? Nhưng mà cũng nhờ chính cái bụng này của em nè mà anh thương em hơn á. Đó thấy không? Bằng chứng nè, cho cái sự thương em ha. Dù cho anh ăn nhậu sai xỉn cỡ nào đi nữa, anh về là anh cũng nhớ mua cho em một rổ quà luôn nè, thấy không? Trời đất ơi, quà gì mà tới rổ dữ vậy? Có thì đủ thứ hết nè, em nhìn đi nè. Mè nè ha, khế ha, xoài sống nè. Nói mà cầm không được à. Bảo đảm em thích liền ha, thích không? Trời đất ơi, mua cho ai mà ăn là tự nhiên mua cá rổ vậy? Thì mua cho em chứ mua cho ai? Anh biết soạn đăng thèm chua mà phải không? Thôi đi ăn bẩn thôi. Thèm gì á thì cũng chỉ ăn được vài miếng thôi, chứ ăn kiểu này nó cào ruột cào gan làm sao chịu nổi. Thôi tôi biết rồi. Anh mua cho má nuôi anh phải không? Thì mua. Má nuôi nào? Còn làm bộ nữa. Con mẹ hay ú trai hả? Mà cũng lạ, hơn kém có 5 tuổi mà kêu bằng má cũng lạ ha. Tại những ngày anh chưa quen em á, anh ốm yếu không làm gì được á, cái bả thương tình bả nuôi anh ăn á, thì nhà là bả nuôi anh phải kêu bả bằng má nuôi chứ sao. Nuôi người ta thường nói á, hễ nuôi con nào là ăn thịt con đó. Nè hỏi thiệt nha, ăn thịt chưa? Hỏi ủa vậy ghen. Nhìn biết ghen rồi. Vậy là tưởng mấy lâu nay em không biết ghen á. Trời ơi, đi hỏi hết cái đàn bà nào không biết ghen. Thì chỉ có là 365 ngày thôi. Tôi mà nổi lên 72 máu khùng thì 10 đàn ông như anh cũng bị tôi bầm dò viên hay tán nhỏ. Và 10 con đàn bà nó nhảy vào với anh tôi cũng lột. Lột yếm như là lột yếm cua. Mình đừng nói anh cùng mình. Từ hôm quen em rồi tỏ tình em tới giờ, bữa nay anh mới nghe em hát á. Tôi hát chứ hát gì? Ủa vậy hả? Tôi hát đó. Tôi hát lớn quá. Ôi trời ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nha. Trời ơi, nó nhắc với mẹ nó, cho nên nó đạp. Đâu có ăn hiếp mẹ đâu con. Thôi cho ngủ nha, đừng có chửi rủa nữa hả. Thôi đừng có nói oan ức ba con nữa hả. Biết rồi. Đó, nó kêu em tắt đài cho nó ngủ đó. Để anh sợ miếng rồi nó đạp giống anh hồi nhỏ không? Dạ ra. Hả? Gì vậy? Chừng nào anh chưa làm sáng tỏ cái vụ mẹ nuôi thì tôi chưa cho anh nhận con đâu. Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Được rồi, vậy thì bây giờ anh nói rõ cho Soạn nghe nè. Soạn muốn biết phải không? Dễ lắm, sự việc là vậy nè. Sở dĩ á, anh kêu bả là má nuôi á, là tại vì anh chấm bả cho tía của anh á. Cái gì? Tẩn chấm bà hai ú cho tía hả? Tại tía anh á, ổng sống độc thân mấy chục năm nay rồi. Ổng sống mình cũng buồn. Giờ ổng thèm lấy vợ. Mà ổng khổ lỗ sĩ lắm em ơi. Như ổng á, người quanh vùng hả, không ai thích ổng hết á. Vậy á, nhiệm vụ làm con của anh nè, thành ra anh phải lo kiếm vợ cho ổng, cho ổng đỡ buồn. Không ai mà đi nói xấu ông già mình chính xác với anh á. Sao? Ông ấy làm gì mà khổ lỗ sĩ? Thì ổng tại vì có ngoài 50 tuổi thôi. Mà râu ổng hả, Soạn biết không, ổng để dài cho dúng mà. Y hệt như là cái ông mà râu ba chòm trong hát bầu vậy đó. Vậy là giống y như là câu hát ở quê em á. Hát sao? Đêm nằm mà tưởng trai gối bông mà giật mình mà coi phải là râu chồng nằm bên. Nằm bên. Ra đường thì khăn đông áo dài, đi đôi mà cuốc gỗ còn tay thì tay cầm dù. Dù cầm. Ý trời ơi, anh tả sao giống hệt như là Lý Tuyết vậy. Vậy ai mà thèm lấy. Trời ơi, không dám đâu em ơi. Anh tả vậy hả? Mà vì khi vừa mới tả tướng tá của bả xong á, là ông già đó, ông khoái liền à. Trời ơi, khoái. Nhưng mà khoái cha hay khoái con? Bậy không à. Khoái cha chứ sao khoái con nữa. Còn con có má nói được đây rồi. Thôi đi.
tôi cũng tạm thời tin anh thôi. Vì hồi gần tôi tới giờ á, thấy anh tiến bộ nhiều. Nhưng mà liệu hồn á, tôi mà nổi hứng đột xuất hả, là tôi hả, tôi không có nhịn đâu á nha. Thôi thôi thôi, đi xuống ao tắm đi ông ơi. Mình mẩy hôi hèm quá à. Vậy là mình chịu tắm chung với anh rồi hả? Thôi 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 thôi. Tắm chung. Trời ơi, không không, không có được. Không có được, tắm này không có được, không có được. Không tắm chung hả? Không. Ờ, vậy anh tắm mình ha. À. Ê, quên quên. Ha, không tắm được, anh không tắm được. Sao vậy? Tại vì anh hẹn là đúng giữa trưa này là anh phải đi đón ông già tía anh ở ngoài bến xe ha. Chết rồi, bây giờ trễ quá rồi. Thôi, để anh đi nha. Anh đi để trễ á. Anh ơi, anh. Trời ơi, nhưng mà ổng lên đây gì thì chuyện đám cưới của mình hay là cưới mẹ hai ú vậy anh? Kết hợp hai chuyện luôn á. Nhưng mà chính là của mình nè. Ha, càng sớm càng tốt á. Để ông khéo cái bụng của em á, ngày bự lên kỳ lắm. Chết gương á. Y lẹ đi, em ở nhà ha, em bắt gà nhốt sẵn á, chừng ổng lên là em làm thịt liền, em đãi ba ha. Trời ơi, vợ tôi hôm nay hả, dễ chưng quá, nhanh nha, cho cắn miếng. Y quên hôn miếng đi. Thôi đi kỳ quá đi đấy. Rồi, bây giờ trước khi anh đi đón tía anh ha, anh thiết tha đề nghị em một điều nè. Là khi nào ông già anh lên ha, ở đây thì em cho anh lấy quà một chút được không? Rồi chừng nào công chuyện xong á, ổng về dưới á, giờ em chửi em đánh đòn anh cũng chịu nữa ha. Nhưng mà anh có kể gì về em cho ba anh nghe sơ sơ chưa? Về bà má nuôi á thì anh có kể sơ sơ. Nữa? Còn về em chưa? Trời chưa. Đất ơi. Tại anh muốn tía anh là hoàn toàn bất ngờ về em á. Thôi vậy là anh yên tâm đi, em sẽ làm cho ba anh á phải hết sức hãnh diện là có nàng dâu hết ý. Rồi ổng sẽ khen rằng á, trời ơi thằng Tửn có con vợ cực kỳ tuyệt diệu đó, như vậy đó được không? Em làm anh xúc động quá, anh xúc động muốn chảy nước miếng. Ủa quên, nước mắt. Thôi anh đi nghe mình. Trời ơi. Tôi chịu đựng từ giờ tôi mệt quá. Trời ơi, có con chồng thật thà quá là thành ngốc. Càng mắng chửi thì càng cười. Mà nhìn cái mặt thì nhìn kỹ cũng thấy dễ thương, nó bù lại chút á chứ. Ôi nó máy. Ôi nó đạp. Ôi trời ơi, con thằng Tuấn nó chòi nó đạp. Ôi yên con ơi, nằm yên má xin con. Con nói xấu gì ba con đâu. Để má đi bắt gà cho ông nội con ăn. Hôm nay ông nội con từ quê lên xem mặt má đó. Rồi ông nội làm đám cưới cho má ở với ba con. Thì con mới chính thức ra đời đó. Trời ơi, nằm bụng mình nó biết nghe ghê không. Nói phải thì mình thành nếp đạp rồi. Tìm gì? Ông tìm ai mà có vẻ như ăn trộm vậy? Bà chị có thiến gì không? Ý trời đất ơi. Trời ơi, ông nói cái gì cho tôi không hiểu. Tôi hỏi bà chị có thiến heo, thiến gà gì không? Ai thiến heo, thiến gà không đau mau lành đây. Có thiến gì không bà chị? Vô duyên. Ở đây không có thiến gì hết á. Mời ông đi chỗ khác. Bị cái tướng. Mình cao khoảng thước ba thước tư không eo, mình thẳng eo chữ O. Trời ơi, đúng rồi, đúng là trong thơ thằng Tửng nó tả rồi trời. Nhưng không lẽ nàng còn trẻ gì mà là má nuôi Tửng trời. Như trẻ gì mà thằng Tửng nó giới thiệu cho mình thì thiệt là thằng này có hiếu à. Tìm kiếm vợ trẻ cho cha nè, nó bù đắp lại bao năm ta đơn quay chiếc bóng. Hồng không hiu quạnh với cái tuổi già. Trời ơi. Cái tên hay, hay ú như là thúc giục lòng ta mở ngõ tình yêu vậy trời. Nàng này quá được đi chứ hen. Dù sao cũng phải dò hỏi tính nết nàng này có hay sao. Trời đất ơi. Ông còn đứng đó làm gì à? Sao ông chịu đi đi đi, ông có thiến vậy đó. Thưa bà chị, tôi đã được một nguồn tin báo trước là bà chị đang cần thiến heo, thiến gà. Rất cần. Nhưng mà tôi không thuê ông vì tôi đã có người khác rồi. Vậy hả? Vậy thì xin thưa với bà chị là cái người khác mà bà chị nói đó chính là tôi. Vì thằng con tôi nó nói trong thơ là cứ lên đây giả là tiếng heo tiếng gà sẽ gặp được người nó giới thiệu cho tôi làm vợ. Bà chị vừa nói là rất cần người tiếng heo tiếng gà, vậy là người của tôi rồi đó. Gì kỳ vậy? Ông có bị điên không? Dạ thưa, tôi rất tỉnh. Tỉnh thì mời ông đi ngay, đi, bằng không tôi chửi à. Nếu được bà chị chửi thì có, đó là một vinh hạnh cho tôi. Từ bao năm nay tôi thèm nghe một câu chửi quá.
chửi như hát hay từ miệng người con gái đẹp. Tôi xin bà chị đáp ứng theo yêu cầu của một thính giả như tôi đi. Chửi đi, chửi. Trời đất ơi, tâm thần thiệt rồi. Tự nhiên chửi mà yêu cầu người ta chửi nữa. Cười vui chừng kêu người ta chửi. Không lẽ lại xuất hiện thêm một thằng tửng tập hai ha? Trời, hay là cha nội này là tiếng tửng? Không phải, ông này đâu có già lắm đâu. Ông này bị háp sớm chứ chưa già. Ủa còn cha chồng mình ở đâu? Tửng nó tả là râu dài tới rúng, khăn đóng áo dài, mang guốc gỗ, nói năng cổ lũ sĩ. Còn cái ông già này lì lộm tán tỉnh, dê điệu cán tấn thời. Không phải rồi, dứt quá không phải. Mình phải đuổi ngay, kẻo thằng Tửng về thế nào cũng xảy ra chuyện ghen tuông đổ máu. Mình không phải như vậy được, mình phải là người đàn bà chung thủy. Sao bà chị? Xin ca lên bất cứ cái bài ca nào trong cái kho tàng chửi bớt của bà chị nghe cũng được mà. Thừa hơi để chửi người đời, dành hơi để ấp cho chồng, cho con. Dễ thương quá. Thừa cám để cho heo, thừa bèo đá bèo ra sắm. Bữa nay ngày rằm ngày tôi ăn chay mà chập tức tôi chửi như thường đó nghe. Ủa thì nãy giờ tôi yêu cầu bà chị cứ hát mà cứ chửi đi. Nè. Ông đừng có nghĩ rằng tôi đang làm con gà nhổ lông mà tôi chửi không được, chọc tức nữa là tôi tạt nguyên cái thao lông gà vô mình, ông đừng có trách à. Đâu có lý do nào mà bà chị can đảm vậy đâu. Được, vậy là ông chưa biết tánh tôi rồi. Nè, xem nè. Được, ông dám làm. Trời ơi, thiệt rồi trời ơi. Mình mẩy tôi đầy lông gà không đầy trời ơi trời. Nhìn mắt cười quá. Trời ơi. Ủa, ai đây? Ai hỏi chị trời? Tửng ơi, chết tao rồi Tửng ơi. Ủa, ông bạn này là ai mà biết tên tôi vậy hả? Tía nè, không nha, nhìn ra tía sao Tửng ơi. Tía hả? Ừ. Tía ai? Trời ơi, tía mày với tía ai? Sao mày hỏi kỳ vậy Tửng? Ủa phải tía tôi không? Sao tía tôi nhìn giống người gà vậy? Gì á? Mày râu dài đâu rồi? Cạo rồi mày ơi. Hèn gì, ra tới bến xe trễ, không còn khách nào hết. Hỏi tài xế có thấy ông già nào râu dài, khăn đóng áo dài, mang guốc gỗ xuống xe không? Họ đều trả lời là không. Tửng ơi con ơi, ba đổi mới toàn bộ mà con. Ủa ba đó hả? Ừ. Ba đổi mới từ bao giờ vậy? Thì ba đổi mới trước khi lên đường đến đây nè. Rồi sao ba tìm tới đây được vậy hay hả? Hả? Thì ba lần theo sự thúc giục của tình yêu á. Ủa nói vậy là sao con không hiểu? Thì ba lần mò theo địa chỉ như là con hướng dẫn thơ đó. Nhờ vậy mà mới vừa rồi á, ba đã gặp được má nuôi con rồi. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Má nuôi con mới gặp ba hả? Chứ sao? Công nhận nghe, con có mắt tinh đời lắm. Lựa cho ba được người tình lý tưởng đời ba mong ước. Rồi ba cái khoái không ba? Chứ còn cái gì nữa. Rồi còn má nuôi con nói sao? Chửi. Ủa? Chửi quá trời quá đất luôn. Sao kỳ vậy? Sao má nuôi con dám chửi ba? Vậy mới hay chứ mày. Chửi trước thương sao? Đời người ta cần có cái hậu á con ơi. Ủa mà rồi sao tía đến nông nỗi này? Đầu cổ gì lông gà không vậy? Thì bà đuổi tía phải cút ngay đi. Mà tía mà không đi là tía quyết định làm mặt lì. À nên nàng ta kỷ niệm cái buổi ban đầu cho tía một thao lông gà. Trời ơi, một thao nước nhổ lông gà. Ủa mà sự việc xảy ra tại đâu vậy tía? Thì đây nè chứ đâu nữa, ngay tại đây. Kỷ vật tình yêu còn bám đầy người tía nè. Toàn là lông gà không nè, này ta để là kỷ niệm mà mày. Ủa sao kỳ vậy ta, sao lại tại đây? Ừ. Vậy là không phải đâu, chưa chắc là bà hai ú à. Bậy, y chang như lời con tả trong thơ mà. Đẹp gái nè, tánh hai cọc cằn, mình thẳng cong eo, chữ bới như ca hát. Đúng như là người tình mà 30 năm về trước là tí để vuột mất khỏi tầm tay trước khi lấy má con. Thôi rồi, chết tía rồi. Chết đâu chết, ta còn sống sợ chết gì. Không phải, con nói là tía bị lộn tiệm rồi. Là sao? Vậy là tía dê nhầm nàng dâu rồi. Mày với mày, thằng bậy bạ bất hiếu. Soạn. Ủa, con kêu ai vậy con? Cái gì mà soạn này soạn kia? Trời ơi, tưởng anh về anh phụ đuổi giùm tôi cái da già tập 2 này đi. Không ngờ anh còn lẻo đẻo gần cả làm gì nữa hả? Nói về tập 2, tập 2 đâu? Thì đó, đứng một đống bên anh đó còn hỏi gì nữa.
giả cái nát hỏng vợ. Cái gì? Muốn làm quay hả? Tôi hứa là chỉ để anh khi nào có tía anh lên đây. Còn bây giờ muốn làm quay hả? Tôi quay anh một hồi bây giờ à. Còn sớm quá à. Đi đón ổng về chưa? Đi chưa? Tới rồi. Gì? Tới đây nãy giờ còn đón gì nữa? Đâu? Tía đâu? Tía anh đâu? Đây nè. Tía anh đây nè. Cha già này. Hả? 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 Ông này là tía anh hả? Tía anh hả? Nó cà lâm mà kìa. Dạ đúng rồi. Tía anh hả? À tôi đó. Tôi có xin có lời chào má nuôi anh Tửng. Này tía anh. Má nuôi Tửng đâu? Vợ con mà. Dạ con chào tía. Xin lỗi tía. Ủa vậy chứ con vợ của tía đâu rồi? Vợ tía hả? Ở nhà vợ tía chứ đâu. Tía, trời ơi, tía anh hèn gì tánh tình cũng giống anh quá trời à. Còn Tửng cao độ hơn nữa. Mà sao bề ngoài anh tả không có giống gì trơn vậy? Hả? Thì kết hợp đi hỏi vợ cho tía và cưới dâu cho thằng Tửng. Nên tôi phải đổi mới cho. Trời ơi, cũng may à. Cũng may đổi mới, cũng còn may à. Cái nồi nước sôi nhúng để nhổ lông gà nguội rồi. Chứ không thì trời ơi, con luộc tía luôn là đổi gì nữa. Lúc đó không những tía đổi mới mà còn đổi mới cả cuộc đời của tía nữa đó. Là sao? Dạ bây giờ con mời tía ra ao tắm rửa một mình. Sau đó vô đây con mời tía nhậu thịt gà xếp vai. Gà nhà do tụi con nuôi. Còn chuyện tía đi hỏi vợ thì xin mời thôi tiếp tập. Vậy hả?